Xin chào anh em nhá, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em chơi một cái bài đánh sóc đĩa nhá. Đấy, chơi theo một cái bài đánh sóc đĩa của mình. Hướng dẫn thôi, anh em chơi theo hay không ở đó là quyền của anh em nhá. Đấy, hướng dẫn anh em, chỉ cho anh em đánh cho anh em xem cái bài đánh sóc đĩa mà mình thường dùng để mình kiếm lãi anh em nhá. Và với cái số 4 là 37 củ đây thì mình sẽ đánh như thế nào, vận hành như thế nào để thầy kiếm được lãi thì mời anh em xem nhá. Trước tiên thì phải vào ngay vào tài xỉu. Mà anh em nào mà đang có quan tâm đến game này muốn chơi thì cứ việc là bấm vào link game mình có gắn ở bên dưới cái phần mô tả video này anh em nhé. Và thông qua đó thể về chơi anh em ơi. Nếu không tải được thì em sẽ tải qua cho mình cái phần mềm gọi là Fake IB 4 số 1 anh em nhé. Ok. Bây giờ thì vào ngay con sóc đĩa 1-2 cái đầu đánh dạo anh em. Cái này làm con lẻ đi nhở. Đây một con lẻ ra đầu tiên nhá, 3M anh em ơi. Được chưa? Lại bảo không được đi nét căng luôn anh em ạ. Lại ra con chẵn mới đen chứ. Ok, tay này lại làm con lẻ đi anh em. 6M nhá. Được chưa? Ok, tay này thì có lẻ rồi nhá, được chưa? Bây giờ thì anh em sẽ vào cho mình cái công thức của mình này. Đấy, cái cách chơi mình này. Tức là anh em sẽ đi tìm mình những cái điểm hàng dọc nhá. Điểm hàng dọc ở đây nghĩa là gì? Là mỗi cái hàng dọc điểm phiên ấy, mà chúng ta có hai trắng hai đỏ thì anh em sẽ tính mình là 1 nhá. Về điểm này. 1 này, 2, đấy, 3. Và khi mà đếm ra, ví dụ như mình đếm ra ở đây thì nó sẽ có 3 cái điểm hàng dọc đúng không? Thì 3 ở đây nó một con số lẻ và lẻ ấy, thì anh em sẽ đánh luôn mình con lẻ. Và nếu mà anh em tìm ra chẵn, tìm ra 6 con là chẵn thì anh em sẽ đánh luôn mình con chẵn thế thôi. Được chưa anh em? Nói chung là nó quá là basic ấy. Đấy, đơn giản đúng không? Cơ bản ai cũng thể để chơi được nhá, ai cũng thể dùng được nhá. Ui rồi ôi, là đánh vào được con lẻ thì lại gãy em ạ. Quá khoai đúng không? Rồi bây giờ thì sẽ là 1 2 2 là chặn thì đánh chặn nhá. Ok, đánh qua chặn này. 3 mở chặn anh em ơi. Úi dồi, đánh chặn lại ra lẻ em ơi, chết rồi. Giờ phải làm sao để khắc chế được quả cầu này nhỉ? Đánh đâu vậy đấy? Đấy, thôi không sao nhé, cứ vào theo công thức thôi, biết sao rồi anh em. Rồi bây giờ thì là 1 này, 2 3 4 5 5 mà lẻ lại đánh lẻ mình. Đấy, tự tin vào theo công thức thôi anh em ạ, không sợ nhá. 7M và 1M 3 đỏ này, thấy chưa? Ok, bú lẻ được chưa? Nào bây giờ thì 1 này,
hai này, hai là chặn này, đánh chặn cho mình nhá, một mờ được cho. Ui rồi lại ra lẻ là sao em? Nó đẹp như thế cơ mà lại ra lẻ, thật sự quá khoai nha. Nào bây giờ là 1 2 này. 3 3 là lẻ, đánh lẻ tiếp cho mình nhá. Má cái tay này mà đánh lẻ nó lại ra chắc thì khoai thật anh em ạ, đen thật đấy, đúng không? Gãy thật anh em ạ, không muốn gãy nhưng mà nó cứ gãy thì phải làm sao anh em, chịu đánh chịu thôi chứ biết sao đúng không nào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có ở đây là một này, hai anh em ạ, như vậy có hai nhá, hai là chặn là đánh chặn đúng không, ok nhá, đánh chặn nhá, 6 củ luôn này, 7 củ luôn anh em ơi, chơi luôn không sợ nhá. Ok ok anh em ơi, hồi hộp thế nhở. Ok chưa nét, chưa nét, chưa nét, chưa nét, quá nét luôn đúng không. Và video của mình đến là kết thúc anh em ơi, chốt được 6 củ của anh em ạ, quá tuyệt vời rồi. Thì nghỉ thôi cho an toàn, và anh em xem video nếu mà có thấy hay thì đừng quên để lại mình xin một like, một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn đấy. Bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau của mình nhá.